Như vậy ở đây nhập vào hai số nguyên và tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất. Như vậy chúng ta thêm chức năng vào đây. Thêm chức năng vào. Chọn chức năng 2. Mình có thể cụ thể hơn. Ước chung. Bội chung. Đó, ước chung, bội chung. Rồi, chức năng 2. Và ở trong này chức năng 2 ở phía trên chúng ta sẽ viết một cái chức năng 2. Và mình sẽ viết một cái hàm để kiểm tra ước chung và bội chung. Như vậy sau khi mình đưa vào hai số thì mình sẽ lấy ra gì? Ví dụ như là ước chung đi. Ví dụ ước chung lớn nhất của hai số A'B. Vậy thì sau khi mà chúng ta đưa hai số AB vào thì chúng ta sẽ mong muốn lấy ra cái gì? Lấy ra ước chung. Như vậy ước chung của chúng ta cũng là kiểu nguyên. Được chưa? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết cái bài, cái hàm ước chung này. Chúng ta xuống dưới chúng ta sẽ viết ước chung. Vậy có hai cách. Đây là cách ước chung cơ bản. Thì chúng ta sẽ sẽ làm gì nào? Khai báo một biến y for y bằng mấy? Một tất nhiên là chung rồi. Đúng không? Một tất nhiên là chung rồi. Mà ở đây người ta không hỏi là số ước chung, người ta hỏi là ước chung lớn nhất. Vậy có cái nào là ước chung lớn nhất là, à đúng rồi, có thể ước chung lớn nhất là 1, bởi vì hai số đó không chia hết cho nhau, không có gì chung hết. Thì nó ước chung lớn nhất là 1 thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng 1. Ok. Y nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn bằng A. Cứ nhỏ hơn bằng A là được. Y cộng cộng. Như vậy trong trường hợp này, nếu A là số nhỏ thì ok. Nếu A là số nhỏ là ok. Còn nếu A số lớn thì hơi phí. Phí. Ví dụ như là A bằng 10, B bằng 15 thì ok, không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu A bằng 1000, B bằng 10 thì chạy đến 10 là đủ rồi. Mà này mình chạy đến 1000 luôn. Cho nên chỗ này chúng ta có thể là kiểm tra A và B. A nhỏ hơn thì chạy đến A, B nhỏ hơn thì chạy đến B. Đó. Nhưng mà tạm thời là mình cứ chạy đến A đi, cũng không sai. Rồi. Nếu gì? Nếu gì? Tìm giá trị ước chung lớn nhất như vậy. Giả sử 1 thì A chia hết cho 1, B chia hết cho 1. Vậy mình có lấy ra 1 chưa hay là mình chờ tiếp? Chờ để chia cho 2. Nếu mà chia hết cho 2, ví dụ như là 10 và 15, 10 chia hết cho 2, 15 chia hết cho 2. Đó,
10 và 10, 10 và 20 đi. 10 và 20. Vậy có kết chưa? Phải chờ tiếp. Thì chờ đến khi kết thúc vòng lặp luôn. Vậy thì lúc này cái chia hết này nó thay đổi liên tục. Và chúng ta phải có một cái biến để lưu lại lớn nhất ở đâu. Đó. Thì chỗ này bạn sẽ khai báo một cái biến là ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất. Rồi. Nếu như A mà chia hết cho Y. Nếu A chia hết cho Y và gì? Và B cũng chia hết cho Y. Nếu A chia hết cho Y và B chia hết cho Y thì sao nào? Ước chung lớn nhất bằng bằng Y. Đó, ước chung lớn nhất bằng Y. Và sau khi kết thúc cái vòng lặp for thì chúng ta sẽ có ước chung lớn nhất. Thì chúng ta sẽ return ước chung lớn nhất. Return ước chung lớn nhất sau vòng for. Đây là một cách, đây là cách hết sức cổ điển để chúng ta kiểm tra ước chung lớn nhất của hai số. Vậy mình sẽ chạy thử đối với lại cái chức năng 1 ở đây. Chúng ta sẽ có void chức năng 2 nhé. Chức năng 2. Vậy trong chức năng 2 này thì chúng ta sẽ nhập vào A, nhập vào B và kiểm tra ước chung. In A phẩy B chấm phẩy, chúng ta nhập vào số nguyên, nhập vào hai số luôn ha, nhập vào hai số nguyên phần trăm D, phần trăm D A phẩy B, nhập vào hai số nguyên và chúng ta sẽ xuất ra, xuất ra ước chung, ước chung lớn nhất, ước chung lớn nhất của A và B là rồi ước chung lớn nhất của A và B. Như vậy chúng ta sẽ gọi chức năng 2 nhập AB ở đây, ở dưới cái phần CK của chúng ta gọi chức năng 2. Rồi chức năng 2 nhập vào hai số nguyên, ví dụ như là 15,20, ước chung lớn nhất là 5. Mình thiếu phần xuống dòng ha. Ước chung lớn nhất là 5. Cái chỗ này mình xuống dòng luôn trước đi rồi mình in cho nó nhanh. Rồi. Và một cách ước chung mà nãy thầy nói với các bạn là tìm ước chung lớn nhất theo cách 2. Theo cách 2. Bạn muốn tìm kiểu gì cũng được ha. Nhưng mà kiểu nào thì hiểu, hiểu kiểu đó. Vậy ở chỗ này ước chung lớn nhất theo cách 2, chúng ta sẽ có, nếu nếu A bằng B
Nếu A không bằng B, trong khi A không bằng B, A không bằng B. Nếu A lớn hơn B thì A bằng A trừ B. Còn không, B bằng B trừ A và return A. Đó là cái thuật toán để mà chúng ta tìm ước chung lớn nhất. Các bạn cứ vẽ bảng ra, các bạn sẽ thử. Ví dụ mình sẽ lấy 20 và 10, 15. Hai cái này không bằng nhau. Và chúng ta đang có đây A, đây B. Không bằng nhau. A lớn hơn B thì A sẽ bằng A trừ B. Lúc này A bằng mấy? A trừ B 5. Và B không thay đổi, B không nói gì đến hết. Xuống 5 bằng 15 chưa? Chưa. Thì A lớn hơn B. Sai. Thì nó nhảy qua B bằng B trừ A. Vậy B bây giờ bằng 10. Và đây vẫn là 5. Xuống tiếp tục. B bằng B trừ A. 10 trừ 5 là 5. Bằng 5. A bằng B chưa? Kết thúc. Vậy 5 là ước chung lớn nhất. Bây giờ các bạn thử hai số khác đi. Cho hai số bất kỳ. Hai số mấy? Ví dụ như mình cho ước chung của nó là 9 đi. 9 thì có phải là 23, 9, 27, 29, 18 không? Đó. Như vậy cho một cái là 27 đi, một cái là 18, một cái là 2, 27. Như vậy thì chỗ này 18 vẫn giữ. 27 trừ 18 là 9. Xuống này không bằng 9 trừ 9 bằng 9. Bằng 9. Cái ước chung lớn nhất là 9. À, tùy theo. Như vậy đó là cái thuật toán của chúng ta để chúng ta tìm ước chung lớn nhất theo cách 2. Rồi, chúng ta đã có ước chung lớn nhất rồi thì bội chung nhỏ nhất tìm dễ không? Bội chung nhỏ nhất là gì ta? Tương tự như vậy thì chỗ này chúng ta có bội chung nhỏ nhất của AB. Bội chung nhỏ nhất của hai số là gì? Mình có ước chung rồi, làm sao tìm bội chung? Nhưng mà làm sao để tìm? Mình có ước chung rồi. Ví dụ bội chung nhỏ nhất của 15, 20 là mấy? Bội chung. Rồi. Bây giờ trước tiên mình lấy 20 nhân cho 15 là ra 300. Ước chung nhỏ nhất là 5. Cho nên mình lấy 300 chia cho ước chung. Đây là bội chung nhỏ nhất. Vậy cách tìm bội chung nhỏ nhất là lấy tích của hai số chia cho ước chung lớn nhất. Được chưa? Như đó là cách tìm. Vậy chỗ này chúng ta chỉ cần làm gì? Return
A nhân B chia gì nào? Ước chung lớn nhất của A phẩy B. Như vậy chúng ta có bội chung nhỏ nhất. Nếu muốn rõ ràng thì chỗ này các bạn mở ngoặc. Nếu muốn nhìn cho nó rõ thì mở ngoặc. A nhân B chia, còn không mở cũng được, bởi vì nhân chia là giống nhau. Cho nên chúng ta đặt như vậy là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ thử ở trên này, chúng ta gọi chức năng 2. Chức năng 2 chúng ta đã có ước chung rồi. Bây giờ chúng ta sẽ in tiếp cái bội chung. Bội chung nhỏ nhất của ABC, chỗ này chúng ta ghi bội chung nhỏ nhất. Rồi. Chúng ta thử chức năng 2. Chức năng 2. Nhập vào hai số nguyên của chúng ta lúc nãy là 20, 15. Bội chung nhỏ nhất là 5. Ước chung lớn nhất là 5, bội chung nhỏ nhất là 60. Rồi, chỗ này chúng ta cần phải xuống dòng. Các bạn nhớ xuống dòng nha. Ước chung, bội chung. Rồi, một số chỗ nào mà các bạn chưa xuống thì khi các bạn chạy các bạn chú ý để các bạn sửa lại cho nó hoàn thiện. Như vậy chúng ta đã xong chức năng 2. Chức năng 3 nó tương tự như bài tính tiền điện ngày hôm trước. Tính ra số giờ thì các bạn phải check giờ giúp cho thầy từ 12 đến 23 giờ. Nếu như giờ vào của chúng ta là trước 12 giờ thì ghi là không đúng. Giờ ra sau 23 giờ là không đúng. Như vậy mình phải validate chỗ này. Nếu giờ bắt đầu trong khoảng từ 14 đến 17 thì giảm 10%. 3 giờ đầu 15.000, 150. Bắt đầu giờ thứ tư giảm 30%. Như vậy chỗ này tùy các bạn hiểu. Các bạn hiểu sao cũng được hết. Ví dụ các bạn tính là 3 giờ đầu tổng cộng là 150, tức là mỗi giờ 50. Vẫn đúng, vẫn được, vẫn có cách tính của nó. Ví dụ các bạn hiểu 3 giờ đầu mỗi giờ 150 cũng được. Quan trọng là các bạn giải thích được, hiểu được có. Chứ chỗ này các bạn lại cãi nhau không cần thiết. Quan trọng là mình có tự code được không, chứ không phải là số tiền. Như vậy chỗ này chúng ta validate kỹ vào. Đó, nhập tiền, tính tiền. Được chưa? Đó là chức năng.